Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Ok các bạn, thì như anh em thấy hiện tại là tôi đang ở cái chỗ máy farm skeleton của tôi đây. Đấy, là tôi đã dành cũng khá thời gian để tôi đứng ở đây cho farm đấy. Đấy, và anh em có thể nhìn thấy là cái rương đồ của tôi này. Đấy, rất là nhiều đồ anh em ạ, rất là nhiều xương, rất là nhiều tên, rất là nhiều cung khảm và cả giáp nữa. Đấy, đây, từ đây nó có cái giáp này nó cũng khá là căng này. Đấy, ủng vàng thì khá là khỏe đó. Đây các bạn, thì anh em có thể nhận thấy là cái rương này nó khá là full đồ, mà nó có rất là nhiều cái cung bị hỏng nhá. Đó, là tôi đã phải lấy hết ra và tôi vứt đi anh em ạ. Đây thì cái rương này là nó có một cái đặc điểm nó khác với cái rương phạm nhạy của tôi, đó là tôi xây một cái thùng rác luôn. Đấy, thì anh em có thể nhìn thấy này. Đấy, anh em nhìn thấy cái đống đồ nó rơi dưới chưa? Tất cả đều là những cái đống đồ mà tôi lấy trong hòm ra tôi vứt đi đấy anh em ạ. Đấy, vứt đi cho đỡ chặt cái rương anh em ạ, chặt cái rương quá. Rồi, ok anh em ạ, thì trong tập này là tôi sẽ cố gắng hoàn thành được cái bàn phù phép và cố gắng để mà đi trao đổi đồ với các anh dân làng để mà mình được phun bộ giáp kim cương và phun những cái đồ kim cương anh em nhá. Bởi vì tôi đã có khá là nhiều cái để tôi có thể đổi được với các anh dân làng rồi. Thứ nhất là tôi có xương này đúng không? Có xương này là tôi làm được cái bột xương. Tôi có thể làm cho cây trồng nó lớn nhanh hơn. Đó, tôi mang đi tôi đổi với các anh farmer. Đấy. Thứ hai nữa là tôi đã có cái tơ nhện. Đó, trước là tôi cũng đã mang hết cái đống tơ nhện ở cái máy phạm nhện tôi mang về nhà rồi. Đó, tôi có tơ nhện là tôi cũng đổi được với anh làm cung luôn. Đấy, khá là ngon anh em ạ. Đây, tôi farm nốt cái đợt này, sau đó tôi sẽ mang cái đống đồ ở máy farm skeleton này về. Đấy, farm thích lắm anh em ạ. Farm cực kỳ mượt và thích luôn. Đấy, xong. Rất là nhiều. Thì bây giờ mình mang đồ về ấy, thì mình chỉ cần mang một xương thôi, chỉ cần mang xương thì về thôi. Đấy, còn lại các cái khác thì cứ để cái nó đi. Mang xương về để mình làm cho cái cây trồng nó lớn nhanh thôi. Còn lại thì giáp thì không cần đâu này. Cái cung thì cũng không cần đâu. Đấy, cái đống này kệ đi, cứ để yên đấy đi anh em ạ. Ok thì đi về thôi anh em ạ. Đấy, để tụi em đi lên thôi. Đấy. Ok anh em đợi tôi một tí để tôi về nhà anh em nhá. Ok anh em, thì tôi đã về tới nhà ở đây các bạn. Và tôi phải báo cho anh em một tin vui. Đó là hai anh ở trên máy farm sắp là hai anh có baby rồi. Đấy, úi dồi ôi. Anh em biết tại sao mà hai anh có baby không? Tôi không hiểu sao mà tôi vứt cái củ rền thì hai anh ấy lại yêu nhau nhá. Thế nhưng mà khi mà tôi vứt cái bánh mì thì đợi bao nhiêu lâu mà hai anh ấy không chịu yêu nhau anh em ạ. Trước là tôi đây này, đấy cái hạt củ rền này đấy. Trước là tôi vứt khá nhiều củ rền cho các anh ấy đấy. À, nên là các anh em mới sinh ra một baby đấy hả? Từ từ rồi các anh sẽ sinh thêm anh em ạ. Ok thì bây giờ thì tôi sẽ phải có một cái ruộng nhỏ nhỏ để mà mình còn trồng lúa các thứ đúng không? Trồng lúa các thứ rồi mình còn phải trao đổi với các anh dân chứ đúng không? Một cái ruộng nhỏ nhỏ thì tôi sẽ phải làm một căn phòng nhỏ nhỏ bên cạnh này anh em ạ. Đấy, căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh. Ê, đây tôi sẽ làm ở bên này anh em ạ. Đấy, tôi đào bên này. Rồi rồi anh em ơi, tôi đã xong rồi đây. Đó, tôi xong căn phòng nhỏ nhỏ rồi. Đấy, căn phòng để cao 2 ô thôi anh em ạ. Để mình không có nhảy được. Bởi vì nếu mà nó mà cao quá rồi mình nhảy được thì mình dẫm hỏng ruộng đấy. Đấy, cao 2 ô này thôi. Tôi sẽ phá chỗ này ra để tôi trồng để cho đất vào anh em ạ. Đấy, cho đất vào để mình còn trồng chứ đúng không? Đất đâu rồi? Đây rồi. Đó, anh em thấy cái rương đá của tôi không? Bởi vì là cái gua này tôi lỡ đào hầm hơi nhiều. Đấy, xây hầm cho mấy anh dân này, tới hai cái máy farm này, mà còn làm cái nhà của mình cũng đào cả một cái hầm tôi đúng cái này. Nên là cái rương đá nó có hơi nhiều anh em ạ. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ phá một cái ô này, đặt nước. Đấy, xong tôi sẽ lấy một cái ván gỗ. Có cái ván gỗ nào không? Không có à? Thôi thế tôi làm cái... tôi tự làm vậy. Đấy, một cái ván gỗ. Đấy, xong đặt nó vào. Rồi,
Đấy, xong rồi thì đưa cái đuốc đây. À, để tôi làm cái ấy đi. Để tôi làm cái đuốc để tôi làm cái đèn lồng ấy. Đó, mình làm bằng cái đèn lồng mình để cho đẹp nhỉ. Đấy. Đấy, đẹp ngay. Đẹp ngay anh em ạ. Đấy, bây giờ thì đến thời khắc của nông dân thôi. Đấy. Đào ruộng lên. Rồi. Rồi, đào ruộng lên xong rồi. Xong đưa hạt giống ấy. Hạt giống thì trồng cái hạt củ dền đi anh em ạ. Không biết là mấy anh ấy, mấy anh có ăn củ dền không nhỉ? Để tôi lên tôi xem thử xem là xem mấy anh ấy xem mấy anh ấy trao đổi cái loại hàng gì anh em ạ. À, hình như có đây anh em ạ. Ok, tôi xuống tôi trồng củ dền luôn. Đấy. Ok. À, trồng luôn anh em ạ, bởi vì là mấy anh dân là khi mấy anh cầm củ dền là mấy anh ấy cũng đồng ý yêu nhau đấy, là trái tim nó cũng hiện ra anh em ạ. Đấy. Xong cái căn phòng ruộng của tôi ấy, rất là xinh và rất là đẹp anh em ạ. Ok, tôi cắt hạt giống một tí. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cái đống bột xương này anh em ạ để làm cho những củ dền này lớn nhanh. À, đấy, tôi sẽ cứ làm như thế thôi anh ạ. Sau đó lại chốc nữa xong rồi thì tôi sẽ cầm hết cái đống củ dền này tôi đi tôi đổi với các anh dân. Đấy. Ok anh em đợi tí nhá. À, ok các em ạ, thì sau một lúc mà tôi cho cái đống cây này nó lớn lên và tôi mới nhận ra một điều anh em ạ. Đó là cái rau dền này nó lên rất là khó. Kiểu là nó lên nhưng mà cái củ dền nhưng mà để ra được cái củ dền này là nó rất là khó anh em ạ. Một cái ra được cứ một củ thôi. Nên là anh em nhìn cái đống xương của tôi này. Tôi mất khá nhiều xương rồi. Nhưng mà cái số củ dền của tôi này có mỗi 63 và có mỗi 64 và 53. Này mà tôi mà đi tôi đổi với dân làng một tí là hết ngay các bạn. Này là tôi thấy là nó rất là tốn bột xương anh em ạ. Khá là tốn bột xương. Vậy nên bây giờ tôi quyết định là tôi sẽ phải đi lên đường để tôi đi tìm cái củ cà rốt đây các bạn. Tôi phải đi tìm một vài cái làng khác để tìm lấy củ cà rốt. Bởi vì là nếu mà anh em nào mà chơi Minecraft nhiều ấy, hoặc là anh em mà xem hết cái series bình thường của tôi ấy, thì anh em sẽ biết là củ cà rốt là nó lên rất là nhanh. Một củ ấy hay là một cái hạt giống cà rốt này là lên tận 4-5 củ cà rốt cơ. Nó lên rất là nhanh chứ nó không như cái củ dền này. Củ dền này là cứ một ô này nó lên được có mỗi một củ thôi, có mỗi 1-2 củ rất là lâu ấy các bạn đó. Bây giờ tôi sẽ cùng với em ngựa đấy đi tìm cà rốt. Ok anh em ạ, đi thôi ngựa ấy. À mà từ từ anh em ạ, bây giờ đi sợ chốc lạc ấy nhở. À không sao, mình có vị trí rồi mà. 600 và 630. Ồ ok, quá ngon. Rồi, đi thôi ngựa ấy. Đấy, tôi sẽ đi qua sa mạc anh em ạ. Đây tôi đi cái hướng này. Ok anh em đợi tí nhá, khi nào tôi tìm cái làng tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Ok các em ơi, thì tôi vừa mới đi có đúng một tí thôi. Vừa đi có đúng một tí đã gặp ngay một cái làng rồi anh em ạ. Đấy. Đây vị trí của nó đây. 630 và 343. Đây vừa đi có một tí đã gặp cái làng rồi. Có mong là mấy anh này là mấy anh có trồng cà rốt anh em ạ. Vì mấy anh phải có cà rốt cơ. Mấy anh mà không có cà rốt thì cũng chịu đấy. Nếu mấy anh không có cà rốt là mình lại phải tìm cái làng khác đấy. Ôi nhưng mà mấy anh có cái nhà luyện kim này, để tôi vào tôi xem thử xem mà có kim cương không. Nếu mà có kim cương thì tốt quá, thì tôi sẽ đỡ phải đi tìm kim cương để làm bạt phù phép nữa. Chả có cái gì, có cái yên ngựa anh em ạ. Mà được cái áo sắt thơ. Thôi, đấy. Thì em xin của anh cái áo sắt nhá. Đấy. Cái đá mà thôi kệ đi. Cái đá mà thì để cho anh dùng đi. Tôi tính ăn cướp nó cái đá mà. Nó còn một cái nhà này ngon chưa này, có hai cái nhà luyện kim luôn. Tôi mong là cái nhà này nó có cái gì chứ đừng như cái nhà vừa nãy của cái anh kia phò phạch quá. Nói chung là cái làng này cũng là một trong những cái làng khá là nghèo anh em ạ. Trong những làng phò phạch. Đồ nghèo nàn. Có cà rốt không? Nếu không có cà rốt nó là buồn lắm. Tôi nhìn thấy là có vẻ là không có cà rốt anh em ạ. Tôi đi một đoạn rồi mà cũng không thấy có cà rốt. Để tôi đi thử vào trong mấy cái căn nhà này, tôi xem thử xem mà có xem mà có cái đồ gì ở lút trong này không. Biết đâu có cà rốt ở trong các cái rương của các anh ấy đấy anh em ạ. Các anh giấu kỹ lắm.
Lúa à? Thì cái kia là lúa thôi anh em ạ, nó không phải cà rốt đâu. Mà cà rốt là thì hình như thế nào nhỉ? Chứ cái này là cái gì nhỉ? À thì cái này chỉ là cái lúa bình thường thôi anh em ạ, lúa thôi. Là nghèo nhờ? Nghèo. Nghèo nghèo. Không có gì. Có bánh mì thôi. Thôi cũng được. Bánh mì mang tạm về cũng được anh em ạ. Ok anh em ạ, thì tôi nghĩ là có vẻ là không có gì rồi anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục tôi đi lên đường và tôi đi tìm thêm lạc anh em ạ. Ok anh em ạ, khi nào tôi tìm thấy tôi sẽ lại quay lại với anh em nhá. Ok anh em ơi, tôi lại tìm thấy được một cái lạc nữa này. Nhòm xem là trong đống này nó có ấy không. Trời ơi, cái này chỉ là lúa bình thường thôi anh em ạ. Chỉ là lúa bình thường thôi. Để tôi đi tiếp xem nào. Ô, sao làng bé thế? Sao làng gì bé này hả? Nó chỉ có một cái ruộng thôi à? Nó chỉ có một cái ruộng thôi anh em ơi. Tôi không có thấy một cái gì nữa anh em ạ. Nghèo nhờ. Để tôi vào thử tôi xem thử mấy cái ruộng có gì không. Không có gì rồi anh em ơi. Giờ mấy cái làng ở sa mạc nghèo vậy. Trời ơi à. Để tôi đi ngủ cái đã. Khổ thân em ngựa. Chắc là em mới chạy nhiều cho em mệt lắm anh em ạ. Tôi đi ngủ tôi uống nước cái đã anh em ạ. Khổ. Anh em có thể thấy là kia có một cái ngọn núi khá là to. Thì là cái vùng ấy là một cái vùng khá là lạ anh em ạ. Tôi cũng vừa có đi qua cái vùng ấy xong rồi tôi thấy cái vùng ấy khá là lạ. Mà kệ ở đi anh em ạ, không quan tâm. Bây giờ quan tâm là cà rốt rồi. Ok anh em ạ, bây giờ tôi sẽ tiếp tục tôi đi tiếp về đây hả. Tôi mong là tôi có thể tìm thấy một cái gì đó. Ok anh em ơi. Tôi không hiểu là tại sao nó lại có một cái kim tự tháp nó lại bị lòi ra có mỗi một tí này, nó khá là hài anh em nhìn này. Đây chính là cái kim tự tháp hay chứ còn gì nữa đúng không? Hay nhở. Ồ oh. Trong kim tự tháp tôi chỉ mong có cà rốt anh em ạ. Để tôi đưa em ngựa vào trong này để em trốn anh em ạ. Wow. Cái công trình ở đây đẹp đấy, được đấy. Đây để tôi đào một ô đây cho để em ngựa anh em ạ. Không lẽ em ngựa là em đi lung tung lắm. Vào đi ngựa ấy. Rồi. À. Ok anh em ạ, tôi sẽ đào vào trong này để tôi xem thử xem trong này nó có cái gì không. Hay thật. Công trình gì mà hài thế này. Cái này là kim tự tháp bị chôn vùi ở dưới lòng đất luôn nhá anh em, chôn hoàn toàn luôn đấy. Tuyết tí nữa là nó bị chôn hoàn toàn luôn đấy. Rồi. Để đào xuống anh em ạ. Úi giời sợ quá, mà tôi có không có nước cái này chết cha rồi. Thế quái là mà cái xô vừa nãy tôi đi tôi quên mất chưa múc nước anh em ạ. Cắm cái đuốc vào. Phá cái này đi cho ái chà, nó ở ngay cùng một cái hang động luôn là đẹp nhở. Đẹp đấy. Đẹp đấy nhưng mà nguy hiểm anh em ạ. Mình phải chấm nó vào chứ không là creeper nó từ hang động nó đi ra đấy. À. Ấy, chấm nó vào. Tôi xuống để tôi đào luôn cái đống TNT đi anh em ạ. Rồi. Được 9 cái chưa? Được rồi. Đi lên rồi. À. Có xương này. Có táo vàng à, có táo vàng thì cũng tạm được ấy. Tạm được. Ngọc xanh à? Ôi giời ơi, không cần ngọc xanh đâu. Có cà rốt không? Tơ nhện à? Có vàng này. Tơ nhện à? Tơ nhện ở nhà mình nhiều mà. Ui giời ơi, nghèo anh em ạ, nghèo. Nghèo anh em ạ. Nghèo, chả có quái. Có nghèo anh em ạ, có nghèo. Nói. Ông nghèo thế thì ông chôn ở dưới lòng đất luôn đi. Ông còn nói cái đầu của tôi vào chả có được cái gì ngoài cái cục táo vàng nữa. Rồi đi lên thôi các bạn. Hôm nay số tôi xui quá. Đi toàn phải mấy cái nghèo anh em ơi. Đi ngựa ấy. Ok các bạn.
Vậy phải tiếp tục đi tìm làng rồi. Anh có đợi một chút nhá. Ôi anh em ơi, tôi tìm, ôi ôi, tôi tìm thấy một cái cổng bị nát và một cái pyramid luôn này. Một cái kim loại tháp luôn này. Ôi giời ơi, gần nhau nhỉ, đẹp nhỉ. Ôi ôi, cổng gì đẹp thế này. Wow. Wow 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 wow. Để tôi đào xuống dưới này xem sao nào. Wow. Cái cổng này là nó sâu ở bên dưới anh em ạ. Wow. Hay nhờ. Công trình gì hay thế này. Cái này là mấy cổng cực kỳ to đấy anh em ạ. Tôi có nên đào rộng hết cả cái này ra không nhỉ? Tôi tò mò quá anh em ạ. Để tôi đào hết cả cái này ra để tôi xem thử xem là cái cổng này như thế nào anh em ạ. Ok anh em đợi tôi chút nhá. Ok game thì tôi đào được cũng khá khá đấy anh em ạ. Thì anh em có thể nhìn thấy là đây. Đấy, cổng khá là to anh em ạ. Nó bị vướng hay nó bị thiếu mất cái phần này đây. Đó thì và thì nó còn mở rộng qua các cái bên đấy anh em ạ, đây này. Úi dồi ôi, phải cẩn thận. Đấy đấy, nó mở rộng qua các cái bên nữa. Đó thế nhưng mà chắc là tôi đào tới đây thôi anh em ạ. Đó. Đào để tôi xem thử xem cái hình dáng cổng có thế nào mà. Tôi rảnh ha. Để tôi lên và tôi đào cục vàng bên trên kia anh em ạ. Phun đồ luôn rồi anh em ạ. Phun đồ luôn này. Đây rồi, cục vàng rồi. Em ơ. Cục vàng rơi đằng sau rồi anh em ạ. Đây rồi, đây rồi. Đấy. Cổng to nhưng mà cái chiến lợi phẩm chỉ có mỗi cục vàng anh em ạ. Ok, đi ngủ cái đã. Rồi, và được cái là cổng đẹp anh em nhỉ, to. Khá đẹp. Bây giờ tôi sẽ vào thử cái kim loại tháp để tôi xem thử xem có gì không. Ngựa đi ngựa. Đi em ơi. Đi. Xung quanh đây có gì không? Ôi hay nhở. Cái này là cái công trình gì này. Đẹp. Đấy, cổng khá là đẹp anh em ạ. Khá là to. Cái cổng này chắc là cổng để triệu hồi quỷ đấy anh em ạ. To này cơ mà. Đúng không? Rồi. Em ở yên tĩnh gọi nhá. Để anh vàng xem thử xem trong cái kim loại tháp này có gì không nhá. Nào tôi đào xuống anh em ạ. Rồi. Cắm cái đuốc vào cho sáng nào. Phá cái này đi anh em ạ. Nguy hiểm lắm. Rồi. Đấy. Phá mấy cái đống TNT này đi. Rồi. Ơ. Tôi mới được có 16 à. Tôi phải... được 18 chứ. Được 18 mới đủ thôi. Đùa. Có yên ngựa. Có yên ngựa thì cũng được. Có yên ngựa thì cũng gọi tạm được. Để tôi vứt hạt củ rền này. Tôi lấy giáp. Giáp sắt là nó khỏe hơn là giáp vàng em nhá. Đấy, chúng ta sẽ lấy chút này. Tôi lấy cái yên ngựa này. Gây cháy một. Có một thôi à. Thôi. Gây cháy một chả cần thôi anh ạ. Vứt đi. Xương này nó chung là cũng được nhiều xương. Xương cái này được vàng đấy anh em ạ. Đây chung cũng chả có cái gì. Nói chung là xung quanh đây khá là nghèo anh em ạ. Rồi tôi đi lên thôi. Đấy. Lại xây đường đi lên thôi. Tiếp tục đi tìm làng thôi anh em ạ. Oh. Holy shit anh em ơi. Tôi đang đi thì tôi gặp chòi của bọn cướp này. Đây chính là chòi của bọn cướp anh em ạ. Thì theo tôi được biết ấy, là đôi khi là trong chòi của bọn cướp là chúng nó cũng có cà rốt anh em nhá. Nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng lẻn vào trong cái chòi này để ăn cướp anh em ạ. Nhưng mà chúng có đông quá anh em ạ. Ok thì đây là lần đầu tiên mà tôi gặp cái chòi của bọn cướp đúng không. Cái này là lần đầu tiên mà tôi có một cái video mà tôi gặp trò bọn cướp. Nên là tôi sẽ cẩn thận từng tí một anh em ạ. Chúng ta sẽ sneak vào anh em ạ. Lẻn vào đây. Thì chúng ta phải có cắt kết anh em ạ. Bởi vì tôi chỉ là lẻn vào thôi. Nên là tôi sẽ phải có một cái để tôi còn chắn bọn nó lại anh em ạ. Với cả là tôi không muốn đập thằng đầu đàn đâu anh em ạ. Rồi, tránh anh em ạ, mình chạy luôn. Úi dồi ôi.
Cái nào là lối vào, cái nào là cái lối vào. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đấy, rồi, an toàn đấy các bạn. Đấy, đơn giản là vậy, vậy thôi. Úi dồi ôi, cái gì đấy, nó bắn lên đây luôn hả? Ok các bạn, thì tôi không hề muốn gọi là dây dưa với cái thằng thủ lĩnh ấy nhá. Bởi vì là mình đánh với thằng thủ lĩnh ấy thì là mình sẽ bị cái lời nguyền. Đấy, mình bị cái lời nguyền ấy là mình sẽ phải đánh với Red đây các bạn. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, cái làng cái outpost này cũng nghèo quá nha các bạn. Nghèo quá, cũng không có gì hết. Nhưng mà được cái là có cái outpost này là sau này cũng có lợi các bạn. Để tôi chụp cái vị trí đó lại. Rồi ok các bạn, bây giờ chỉ chúng ta đi về thôi. Chứ mà cái này thì có cái gì đâu đúng không? Chúng ta đi về thôi. Để tôi xem thử xem là cái hướng ngựa của tôi. Rồi, đi về thôi anh các bạn. Bây giờ thoát ra khỏi cái bọn này là được nhỉ? Đâu rồi? Thế cái ôi, từ. Nó bắn tôi anh các bạn. Mình chạy cái hướng nào để về nhỉ? Đây này thì chạy cái hướng này đúng không? Ô. Có bí ngô này. Mà thôi kệ đi. Tôi không cần bí ngô lắm anh em ạ. Đó. Ô cái gì kia? À bọn cướp ủi ghê quá anh em ạ. Cái đây là bọn đi tuần đấy anh em ạ. Ui ôi đông thế. Nhưng mà làm sao mấy cưng đuổi được ngựa của anh. Đấy thì anh em, nếu mà anh em để ý là tôi đã thay cái bộ giáp vàng của ngựa thành bộ giáp sắt rồi đấy. Đấy. Ok anh em nhá. Tôi lại phải tiếp tục đi tìm làng em ạ. Ok anh em ơi, thì tôi đang đi thì tự nhiên tôi gặp thêm một cái làng này và tôi gặp thêm một cái vùng băng tuyết, nó cũng rất là đẹp anh em ạ. Cái này là vùng biển lạnh anh em nhá. Biển lạnh thì nếu mà anh em nhìn kỹ ấy, thì anh em có thể thấy là cái nước biển đây nó màu xanh hơn đúng không? Nó xanh đậm hơn bởi vì là nó giống kiểu là vùng biển lạnh đấy đó. Nó bị đóng băng vào, khá là hay anh em ạ. Ok, để tôi đã chạy thử qua cái làng này tôi xem thử làm sao anh em ạ. Thì vùng biển lạnh này là cái vùng băng tuyết là nó có cả gấu nhá anh em nhá, nó có cả gấu tuyết đó. Ái chà, làng này to nhỏ. Được đấy, trông có vẻ là có hốp đấy các bạn ạ. Có hy vọng hả? Trông được đấy. Để tôi vào tôi xem thử nào. Đấy, mấy em trẻ con nô đùa với nhau. Ái chà. Ôi rồi ôi, chị em xin cái lectern anh nhá. Rồi, ngon quá anh em ạ. Tôi cũng đang cần tìm cái kệ sách này luôn. Bởi vì là nhà tôi không có nhiều da bò mà, nên là tôi cũng cần cái đống này để tôi làm được mấy quyển sách để tôi để cạnh cái bàn phù phép ấy á. Ngon quá, tôi đi lút xem có gì. Ôi em chào anh, anh mất sách anh nhá. Anh ngủ ngon thế thì anh chấp nhận anh mất sách tôi cho anh than vãn với ai. Ôi em mèo đẹp thế. Ôi em mèo đẹp thế. Hay tôi làm mấy cần câu, tôi câu cá, tôi bắt em mèo cá nhỏ. Mà tôi không có ấy rồi, tôi kệ em mèo đi anh em ạ. Kệ em mèo đi, nào bắt sau. Công nhận là mấy cái nhà này nó xây sát nhau trông đẹp nhở. Được phết, để tôi ngủ cái anh em ạ. Ngủ cái chứ không chốc quái ra đấy. Nhưng mà có vẻ là chưa tối lắm. Rồi, đi nhòm nhòm thử xem có. Quên mất luôn. Quên mất là cái nhiệm vụ chính của mình là đi tìm cà rốt luôn hả? Tôi đi tôi nhòm thử mấy cái ruộng xem có cà rốt không anh em ạ. Cái nhà nào đây? Ái chà, cái nhà của anh làm thịt đấy các bạn. Chào anh. Chào, có cà rốt đây các bạn. Không có rồi. Đây xem nào. Nhà của anh làm ấy à? Ôi, có cái lò nung này ngon này. Thì em xin cái anh nhá. Vứt cái gì ra nhỉ? Vứt hạt giống đi. Cần quá hạt giống. Rồi. Ok, đấy. Mượn tặng cái lò nung anh em ạ. Sau này tôi trả. Anh Golem em chào anh rồi. Ôi, anh đứng hiên ngang thế. Đứng hiên ngang thế để xem nào. Ái chà. Người mẹ và một đứa con anh em ạ. Không có gì. Đông dân thế nhưng mà nghèo anh em ạ. Cổ. Đấy. Mình cứ đẻ nhiều là mình nghèo anh em ạ. Để tôi xem thử xem trong này có gì không nào. Uầy, chờ anh need weed.
Cái anh nitwit đấy thì là anh chả bao giờ thì anh làm việc luôn đấy các bạn. À, nó có mấy cái làng ở chỗ kia thì tôi qua chỗ kia chưa ta? Tôi đã ở bên kia chưa? Nói chung là mấy anh này là mấy anh toàn trồng lúa rồi, mấy anh không có trồng cà rốt anh các bạn. Không thấy cà rốt rồi. Tôi vào đây chưa? À tôi vào rồi, tôi vào đây rồi anh các bạn. Ok anh các bạn, tôi lại phải tiếp tục đi rồi anh các bạn. Ok anh các bạn. Thì sau khi mà tôi đi khá là xa, tôi đi đến độ cái tọa độ nó ra thành âm 3000 bao nhiêu luôn đấy các bạn. Cái tọa độ thứ 3 ấy nó ra thành âm 3000 bao nhiêu luôn, và tọa độ X và cái tọa độ đầu tiên ấy là 300 bao nhiêu luôn ấy. À, khá là xa. Và tôi nhận ra nếu mà tôi mới đi nữa là khi nào tôi quay về tôi sẽ rất là mệt đấy các bạn. Thế nên là tôi đã quay về ở đây các bạn. Thì thật sự là tôi không có tìm cái cà rốt đấy các bạn. Tôi không hiểu sao mà cái hòn đảo mà tôi ở với cả cái hòn đảo mà xung quanh tôi ở là nó toàn trồng cái gì thôi, chứ mà nó chả có cà rốt, toàn trồng cái củ dền và cái rau, cái củ dền và cái lúa rồi. Đó, nó không có cà rốt anh em ạ. Đó, bây giờ tôi sẽ dọn tí đồ và sau đó là tôi sẽ đi đào kim cương anh em ạ. Đi đào kim cương để tôi làm cái bàn phù phép. Dù sao thì tôi cũng đã có được khá nhiều sách. Khá nhiều sách là do tôi ăn cướp ở trong những cái làng đây anh em ạ. Thế phải cả vàng, ok anh em đợi tôi chút để tôi dọn tí đồ anh em nhá. Ok anh em, tôi đã dọn xong đồ rồi. Bây giờ là tôi, à còn sách này tôi cất nốt. Bây giờ tôi sẽ đi đào kim cương. Đi đào kim cương để mình làm được cái bàn phù phép. Ok anh em, thì đào kim cương thì tôi sẽ quay trở lại cái hầm của dân này. Đó, sau đó thì tôi sẽ xuống cái hầm và tôi đào. Đấy. Ok, nào tôi đào thêm kim cương tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Ok các em ạ, thì đây hiện tại là tôi đã tìm được quyển sách gia tài 3 ở đây. Đó. Và cái làng mà tôi đang đứng ấy các em ạ, không phải là cái làng mà ở nhà tôi đâu các em ạ. Đấy, bây giờ mình muốn về nhà mình phải chạy thẳng hướng ấy kìa. Anh em biết tại sao mà tôi lại phải chạy qua tận cái làng này chỉ để tìm quyển gia tài 3 không? Bởi vì là tôi đã cầm cái kệ sách này này, tôi đặt nó ở cái nhà của tôi rất là nhiều lần rồi. Tôi đứng ở đấy và tôi cứ để kệ sách này, lại phá kệ sách đi bao nhiêu lần luôn ấy, chắc phải hơn một tiếng, chắc phải gần một tiếng rưỡi đấy anh em ạ, mà không có một thằng nào nhá đưa cho tôi quyển gia tài 3 hay các bạn. Tôi thật là tôi chỉ muốn mang TNT ra và tôi cho nổ ngay cái hầm ở nhà tôi anh em ạ. Thật đó, tôi cảm thấy cái hầm ở nhà tôi nó quá xui xẻo anh em ạ. Thế nên là tôi phải mang cái kệ sách qua đây. Đây, và anh dân tốt bụng này là anh đã cho tôi được cái quyển gia tài 3 đây. Nhưng mà tôi không có đủ ngọc xanh để tôi đổi với anh ấy anh em ạ. Đấy, nên bây giờ thì tôi sẽ phải kiếm ngọc xanh. Thì bây giờ kiếm cũng dễ thôi. Anh em có thể nhìn thấy là tôi có mang bột xương này á. Tôi mang bột xương, sau đó thì tôi sẽ cho mấy cái ruộng này lớn này. Đấy, xong rồi cầm đi tôi đổi với các anh nông dân ở đây là được anh em ạ. Ok, anh em đợi một chút nhá. Ok anh em, tôi đã tìm được đủ 42 ngọc rồi anh em ạ. Đấy thì đơn giản thôi là tôi dùng hết cái số bon meal của tôi để tôi làm cho các cái cây lúa nó lớn nhanh lên, sau thì tôi thu hoạch bọn nó. Và tôi đào mấy cái bó rơm ở trong cái làng này. Đó, và xong tôi biến nó qua lúa để tôi đổi với các anh dân. Sau đó thì vẫn còn thiếu một chút ngọc nữa anh em ạ. Thì một chút ngọc có thể tôi phải tạo ra cái bàn làm cung này này, đó. Xong tôi phải đổi gậy với các anh ấy đấy. Đấy thì này thì tôi có chặt cây này á. Đâu nhỉ? Để đấy, ván gỗ xiêm gai ấy chà. Đấy. Xong rồi tôi phải đổi gậy các anh ấy đấy á. Tôi đủ 42 cái ngọc rồi. Ui rồi ôi. Đưa ngay cho em quyển gia tài anh ấy. Rồi, ui rồi ôi. Ok các bạn. Thì bây giờ để cho an toàn ấy, bây giờ để cho an toàn thì chúng ta phải nhốt cái chỗ này lại các bạn. Chứ không là zombie nó vào nó ăn hết cả hai anh này đấy. Nhốt nó vào anh các bạn. Đấy. Các anh ở đây nhá, khi nào mà em cần thì em lại tới đây em chơi nhá. Để tôi có một cái đánh dấu anh em ạ. Đây. Đấy, thứ này là đánh dấu anh em ạ. Để sau này mình biết là chỗ này là ẩn chứa cái anh mà đổi sách gia tài. Đấy, quá là ngon. Ok, đi về thôi. Đây. Đấy, em ngựa của tôi đang quẩy để ăn mừng đây anh em. Úi dồi ôi. Căng thế hả? Dẻo thế ngựa. Dẻo thế hả? Rồi.
Bây giờ cứ đi hướng này là được anh em ạ. Giờ cứ đi hướng này về nhà đấy. Rồi đây anh em ơi, tôi về nhà đấy. À, ok anh em ạ. Ui rồi ôi, sắc bén và gia tài. Chỉ bởi vì hai quyển ở đây anh em ạ mà tìm chắc là 3 tiếng luôn đấy anh em ạ. Thì sau một tiếng, sau tầm 1 tiếng rưỡi mà tôi ở dưới này tôi không tìm được, cái bắt đầu tôi chán quá rồi thì tôi nằm mà. Hả? À, thôi thì tôi phải nằm chắc 1 tiếng rưỡi sau rồi sau đó thì tôi vào tôi tìm tiếp đây anh em ạ. Đây, anh làm sắc bén đây đấy. Còn vô dụng. Còn vô dụng. Bực anh em ạ, quá bực. Ok. Bây giờ tôi sẽ xuống và tôi khảm cái ấy thôi. À đúng rồi, đúng rồi. Có một tin vui nữa anh em ạ. Đó là cái máy phạm sắt của tôi là nó đã hoạt động được rồi nhá. Đấy, có 5 anh đấy. Đấy. Tất cả những đứa trẻ là đã lớn hết rồi. Bây giờ là có 5 anh ở đây các bạn. Và anh em nhìn này. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Thích không? Đấy, cầm ngay hai stack 64 xuống anh em ạ. Thì là cái con golem ấy là nó sẽ spawn ở trên đỉnh anh em nhá. Và khi nó spawn trên đỉnh ấy thì nó sẽ bị nước nó đẩy vào cái chỗ lava. Đó, và golem nó sẽ bị chết bởi lava anh em ạ. Đấy, khá là hay đúng không? Ok anh em ạ. Đây, phải dọn tí đồ anh em ạ, phải dọn tí đồ. Đấy, chúng ta dọn tí đồ này. Xong rồi chúng ta sẽ làm cái đe. Cái đe tôi vẫn nhớ công thức anh em ạ, đó là mình cần phải làm 3 cục khối sắt này này. À, 3 cục sắt. Xong mình để nó vào đây sao ấy? À, xong mình đặt ra đây này. Nhầm rồi hả? Này à? Đúng rồi, này mới đúng anh em ạ. Đấy. Xong có cái đe rồi mình đặt nó ở một chỗ nào đó, đây ở đây đi. À. Đấy, tiếng cực kỳ là dũng mãnh anh em ạ. Xong chúng ta sẽ làm ra một cái, chúng ta phải làm một cái cuốc sắt mới để cho nó đỡ phí chứ đúng không? Bởi vì là cái cuốc sắt này nó cũng hỏng đi một tí rồi. Đây có gậy đây rồi. À, tôi sẽ làm mấy cuốc sắt mới. Ok. Xong rồi tôi khảm cái gia tài vào đây thôi. Đấy. Cuốc chim sắt gia tài 3. Ui dồi ôi, quá ngon anh em ạ. Xong bây giờ ấy là mình sẽ chạy xuống dưới cái hầm để mình đào kim cương thôi anh em ạ. Ok, anh em đợi một chút để tôi chạy xuống dưới hầm nhá. Rồi đây anh em, tôi đã xuống cái hầm rồi đây. Đấy. Bây giờ là sẽ là thời khắc để mà để xem có xứng đáng với bao nhiêu thời gian mà tôi đứng ở đây tìm cái gia tài không anh em ạ. Nào. Bao nhiêu cục? Một cục à? Sẽ có một cục cái này. À đấy, hai cục này, đúng không? Ui dồi, 3 cục luôn anh em ạ, được 4 cục rồi. Ui dồi ôi. Anh em nhìn thấy thích chưa? Ui dồi ôi, nó gộp lại với nhau này. Trời ơi. Đấy. Ui dồi ôi. Quả là không bỏ công của tôi anh em ạ. Thế này là mình sẽ gần như kiểu là mình chả cần phải bao giờ, mình chả cần phải đi tìm kim cương một lần nữa đâu anh em ạ. 21 cục luôn. Quá ngon, quá ngon. Ui dồi ôi. Đấy anh em nhá. Ok các bạn, bây giờ tôi sẽ đi lên và tôi không cần đi lên đâu anh em ạ, chúng ta sẽ làm một cái cuốc kim cương ở đây luôn. Tôi làm một cái cuốc kim cương để tôi còn đào cái obsidian mà. À, làm cái cuốc kim cương này. Ok, tôi đã đào cái obsidian anh em ạ, đào 4 cái để mình làm được cái để mình còn làm được cái bàn phù phép. Ok anh em đợi tôi chút nhá. Rồi anh em, tôi đào được 4 cục rồi đấy. Đấy, được 4 cục rồi, bây giờ mình làm được luôn cái bản này này. Vì là mình có sách luôn rồi đấy, mình làm luôn này. Đấy, làm một luôn bản phù phép rồi. Ok anh em ạ, bây giờ tôi sẽ lên và tôi tìm chỗ và tôi đặt cái bản phù phép thôi. Ok anh em ạ, thì hiện tại là tôi đang ở bên trên đây. À, bây giờ tôi sẽ đặt bản phù phép thì tôi nghĩ là tôi sẽ đặt nó ở... Tôi nghĩ là tôi đặt nó ở đây anh em ạ.
Đó, ta đặt bàn phù phép ở đây đi nhở. Hay là ở đâu ta? À, ở đây đi nhở. Ở đây được anh em ạ. Ok, đó. Sau khi tôi đặt bàn phù phép rồi thì tôi... Đây, tôi có rất là nhiều quyển sách đây. Bây giờ tôi sẽ làm thành cái kệ sách. Cái kệ sách đâu ta? Đây rồi. Ôi, đủ 15 kệ luôn anh em ạ. Đủ 15 kệ luôn này ạ. Ngon quá. Ngon quá, được quá. Ủa, chết rồi. Tôi đặt nhầm rồi. Phá đi anh em ơi. Chết rồi. Hết gỗ rồi. Hết gỗ rồi, tôi phải đi chặt thêm tí gỗ anh em ạ. Rồi anh em ơi, tôi đã chặt thêm được bao nhiêu rồi? 26 thân cây sồi sẫm rồi. À ok, bề tôi xuống mà tôi làm nốt cái kệ sách cuối cùng là được anh em ạ. Đây. Đấy. Tôi nhớ công thức làm kệ sách này. Đấy, đúng không? Xong rồi mình để sách vào giữa. Đấy, được luôn anh em ơi, được luôn, ngon luôn. À, cái cuối cùng này tôi sẽ để nó vào đây cho đẹp nhỉ. Ok. Đấy, chúng ta sẽ thử xem nào. Gia tài 2. Ui giời ơi, có gia tài 2 thôi à? Có gia tài 2 thì không ổn lắm anh em ạ. Đấy, gia tài 3. Quốc này có tồn khỏe hơn cả quốc chim này luôn anh em ạ. Thì thực ra thì bây giờ mà mình muốn đổi cái này đi thì cũng dễ mà. Mà thôi từ từ đã anh em ạ. Ok anh em nhá. Thì buổi hôm nay là tới đây thôi anh em nhá. Ok. Thì tôi nghĩ là ái chà, cái vườn tôi đẹp nhở. Đấy, khá là đẹp. Tôi nghĩ là bây giờ là tôi sẽ tiếp tục đổi đồ với dân làng. Để tôi cố gắng tôi đổi được cái kiếm. Bởi vì là anh em còn nhớ là tôi có cái máy pháp sắt rồi đúng không? Đó. Xong rồi thì cái thằng làm kiếm ấy là nó có đổi sắt đấy anh em đó. Theo tôi nhớ là 3 hay là 4 sắt là được một cái ngọc xanh đấy. Đó. Tôi sẽ lấy hết sắt và tôi đi tôi đổi ha. Đấy, tôi có rất là nhiều ngọc xanh anh em ạ. Ok anh em nhá. Tạm biệt anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em. Cực kỳ yêu anh em luôn.